những cặp loa hoài cổ cho bác đây. Chào đón các bác đến với lại cặp loa Pioneer CS701A. Đây là con Pioneer CS701A được thiết kế chung kèn, tép cũng kèn luôn, kèn 6 lỗ. Chúng em sẽ mở cho các bác xem. Đấy. Sau đây mời các bác đi với bản test. Và các bác là dòng Pioneer này thì bác có đánh âm ly receiver của Sansui hoặc một số Pioneer được. Nhưng mà các bác là em hết âm ly nhé. Con này để em bật cho đẹp thôi. Đấy rồi. Con này. Hôm nay em phải đánh tạm với con Pao này. Con Pao Harman Kardon. Đây em đang dùng con Pao đấy. Em cắm tín hiệu từ trên con này. Lấy con này làm rè luôn. Xuống nó. Đấy. Bắt đầu gọi thì thông cảm nhé. Chứ giờ em đang quay bài ngay rồi. Đấy, em bật con này cho đẹp. Sau đây mời các bác đến với bản test luôn. Sau đó đôi loa này có mức giá 13.900.000. Em phát trực tiếp vào đây.
Garden mà đánh cũng ra gì đấy các bác. Con Pao đấy. Con Pao này, nguyên con Pao này. Rồi, em chào các bác.